walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock's ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Anh biết là ví dụ là 5 ampere, còn khi đấy hộp điều khiển sẽ gửi dòng điện 12V cho bên này. Cộng vào có tầm 2 chấm, 2 chấm 5 và 2 chấm 7. Bơm nhiên liệu đó. Thì trong này nó sẽ có khoang chứa dầu, thì dầu được cấp ở bên phía trong này. Thứ 6 là vòi phun. À thì em chú ý rồi, ở đây đấy là chúng ta thể hiện vòi phun là một cái điểm cuối, còn thực ra trên xe của em là chiếc. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying. Như quý vị đã biết, bộ phận dịch vụ đã gửi thông báo về tổ chức cuộc thi giảng viên đào tạo kỹ thuật người đi bộ toàn quốc 2021 từ đầu tháng 9. Và đến hôm nay chúng tôi đã nhận được 60 bài thi của tất cả các quý vị gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhận thấy là tất cả các bài thi đều đã được có sự chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng, không những về hình thức lẫn nội dung mà cả về thể hiện được cái tính chuyên nghiệp của các bạn. Và điều đó đặt ra cho chúng tôi một cái bài toán khá là khó búa, đó là chọn lấy những cái bài thi xuất sắc nhất để tham dự đến trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong 60 bài thi gửi về thì có 42 bài thi là được thực hiện theo hình thức trực tiếp và 18 bài thi là thực hiện theo tình huống trực tuyến. Sau thời gian chấm thi phải nói là khá là nghiêm túc và rất là khó khăn, chúng tôi đã đưa ra được 6 giải, đó là giải về kỹ năng đào tạo ấn tượng, hai giải thiết kế bài giảng ấn tượng và hai giải học cụ đào tạo ấn tượng. Ngoài 6 giải tôi vừa kể thì chúng tôi đã chọn được 3 bài thi xuất sắc nhất trong tất cả các trong những cái bài thi mà xuất sắc mà chúng tôi đã chọn. Xin chúc mừng 3 đồng chí, 3 giảng viên đào tạo nội bộ sẽ tham dự cuộc thi vòng thi chung kết chiều ngày hôm nay.
đó là anh Trần Đình Vũ của Hyundai Gia Lai, anh Võ Xuân Nhật của Hyundai Sơn Hải, của Hyundai Vĩnh Long. Ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc vòng chung kết cuộc thi sản nghiệp đào tạo kỹ thuật đường bộ toàn quốc 2021 ngày hôm nay. Vào khóa học thì mình giới thiệu sơ qua về thông tin khóa học. Thì đối với cái khóa học này mình sẽ có 45 phút và sau khi kết thúc khóa học này mình sẽ có một bài kiểm tra. Xưởng á, mọi người sẽ phải lấy cái tín hiệu này cho mình để mình biết cái tín hiệu cam và cơ nó có đồng bộ. Đây là cầu cống, thì hệ thống lớp đi kép của ta là hệ thống gì, và mời các bạn xem một cái đoạn clip ngắn. Hôm nay em nữa là trạng thái học số và tình trạng tỉnh báo. Hải Đăng ơi. Dạ, em nghe anh. Ừ, cho anh hỏi là cái hệ thống này là sử dụng chuyển số bằng điện. Dạ. Tuy nhiên thì anh nhìn lên trên Santa Fe á. Dạ. Thì cái chế độ sửa tốt mất nó hoạt động như thế nào nhỉ? Tôi xin giới thiệu tôi là Võ Xuân Nhật, hiện nay đang phụ trách phòng đào tạo của Hyundai Sông Hà. Thể hiện cái độ trượt của lốp 0% là lốp chưa trượt và 100% là cái lốp nó sẽ bị trượt hoàn toàn. Cái đường cột đứng này nó sẽ thể hiện cái độ lớn của hệ số phanh, không là nhỏ nhất và một là lớn nhất. 28 để cho tất cả các bạn có thể thấy vị trí của các bạn. Tất cả nội dung của buổi học ngày hôm nay, mình xin phép tổng kết lại một chút. Kim cương được công bố 6 giải trụ, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 2 giải kỹ năng đào tạo ấn tượng. Xin được chúc mừng ông Phạm Ngọc Phan Huy, Hyundai Nha Trang. Hoàng Văn Phi, Hyundai Bình Dương. 2 giải thiết kế và giải ấn tượng. Xin được chúc mừng ông Nguyễn Văn Duy, Hyundai Ngọc An. Xin được chúc mừng ông Lê Quang Duy, Hyundai Teo. Hai giải học cụm đào tạo học tượng. Xin được chúc mừng ông Nguyễn Trung Hiếu, Hyundai Sơn Trà. Xin được chúc mừng ông Bùi Anh Dương, Hyundai Hải Phòng. Về phần giải hạng mục giải ba thì mình xin phép đọc. Xin chúc mừng thí sinh Trần Hải Đăng đến từ Hyundai. Mà chúng tôi rất nôn nóng để công bố đó là giải nhì cuộc thi giảng viên đào tạo kỹ thuật đường bộ đại lý. Xin mời ông Vương Xuân Long có một phần để công bố và trao giải. Xin chân thành cảm ơn ông. Xin chúc mừng thí sinh Trần Đình Vũ người đại diện đây. Sau đây là giải thưởng lớn nhất của cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời ông Han Rong Su, điều phối viên bộ phận dịch vụ lên công bố trao giải và có lời chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn ông. Xin chào, tôi là Han Rong Su. So I am a coordinator of service department and service department. So
But no, I'm on HTV. So it's my honor to be here. But I'm so sad that we cannot meet each other. So, but I hope that later we can meet each other in somewhere. Okay, so this is a very, I hope that this is very, also very important part for HTV and our computer side. So I would like to introduce, so from now on, I would like to announce the first prize with the winner. Okay, the first winner is Bo Jung-hoon. Còn với bản thân thì thực sự bây giờ nói vì anh sẽ rất vui mừng, vui rất là nhiều khi là mình đã đạt được một giải thưởng như vậy. Nhưng là cái điều đó thì nó cũng chỉ khiến cho em là hay cho tất cả mọi người ở đây sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể là chúng ta có thể là hoàn thiện trong cái công tác đào tạo từ bây giờ.